Chúa Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một bệnh nhân nan y mới tên là Trịnh Thị Chiểu, quê ở Tiền Giang. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho người chị em của chúng con là Trịnh Thị Chiểu đã mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Kể như là bác sĩ Trần Giang đã bó tay không còn thuốc chữa. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho người chị em của chúng con. Cầu xin Chúa chúc phúc lành cho ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ ở bên Tiền Giang. Và xin cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho người chị em của chúng ta để họ mau hết bệnh, họ được trở về quê hương, họ phục vụ cho chòm xóm láng giềng, họ thờ lại các đức họ đang tôn thờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kỳ vì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn hàng xem thế mặt Đức Chúa Trời sáng nay vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Để xin mời ngồi xuống nha. Xin chào ông chủ tịch nha. Chào tất cả mọi người. Làm sao con biết ở đây mà con đi chữa bệnh? Tức là con đã phát bệnh bao lâu rồi? Tức là từ hồi con biết bệnh nặng tới giờ là tháng mấy nay rồi? Trong một tháng mấy qua con làm gì? Nó có làm cho con đau nhức gì không? Con có cảm giác bệnh con là bệnh lớn không? Bệnh nặng không? Nói chung bác sĩ kết luận con sao? Bác sĩ nói con bị u đại tràng di căn da. Bác sĩ nói kêu con là quá trị. Hẹn với con là bữa đó lên tuần sau lên quá trị. Là bữa thứ 6 rồi con lên, bữa thứ 4 đặng khám lại đó, rồi khám rồi bác sĩ kêu con là thứ 6 quá trị đại rồi đại cho nghe cô kia chỉ cho con nghĩ quá trị luôn rồi con xuống luôn vậy luôn. Con ơi, bệnh của con là bệnh lớn hay không? Dạ. Bệnh lớn thứ nhất là ở bệnh viện Chợ Rẫy phải không? Con có đi đó phải không? Dạ. Bệnh viện Chợ Rẫy kết luận con là u mạch máu và u hạch bạch huyết vị trí bất kỳ. Dạ. Tức là bất kỳ chỗ nào nó có khối u. Hình ảnh này bệnh viện Chợ Rẫy đã cho chứng minh nha. Dạ, dạ. Nói chung là bệnh này là bệnh nặng. Thì con nhớ là bệnh con nặng, hình như phẫu thuật cũng không được mà vô quá chị thì cũng rồi hiện giờ con lại mang thêm cái nữa là u gan đa ổ thứ phát. Trong y học người ta phân biệt ra u gan, mà u gan con là loại u gan thứ phát, nó khó trị lắm nghe con. Hiện bây giờ thì con mới tức là nó mới phát hiện con, thì con cảm thấy nó còn nhẹ, cơ thể con nó còn nhẹ, chứ nếu con đi trễ chừng nửa tháng nữa là nó làm con khó chịu lắm nha. Nó làm con khó chịu lắm. Vậy thì cha cũng nói trước với vợ chồng con ha, căn bệnh này là căn bệnh lớn, nói theo kiểu ở ngoài đời là căn bệnh này là bệnh thế kỷ. Bệnh thế kỷ có nghĩa là bệnh gì? Trị hết thế kỷ này sang thế kỷ kia trị không hết, hiểu không? Tức là từ ngàn xưa đến bây giờ hai mươi mấy ba chục thế kỷ đi, nhưng mà không có ai trị hết bệnh này đó. Bệnh này trị cũng hết, nhưng mà hết bệnh có nghĩa là chết. Hết bệnh có nghĩa là chết, chứ không phải hết bệnh là trị hết bệnh. Vì thế cái bệnh của con là được gọi là bệnh hiểm nghèo ha. Hiểm nghèo hay còn gọi là bệnh thế kỷ. Thế kỷ có nghĩa là chữa hết thế kỷ này sang thế kỷ khác mà chữa không đâu, chữa không hết bệnh. Và đây chính là bản án quyết định cho con chết nha. Chẳng qua là cái giờ chết của con nó chậm chút thôi,
chứ con không thể sống được. Con có ý thức vợ con như vậy chưa? Chưa đâu, chưa biết gì hết, con còn quá lẻ nai tơ nha, không hiểu gì về bệnh của vợ con, phải không? Dạ, thì nha, vợ con muốn đau đau vậy rồi đi khám. Ừ. Ừ, quá lẻ đơn sơ. Con mấy tuổi rồi? Dạ, con 44 tuổi. Vợ con? Dạ, con 37. Ừ. Nói chung đây là bản án cho vợ con nha. Tức là bác sĩ đã, thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ đã kêu án vợ con rồi, là bệnh vợ con không có thuốc chữa. À, nếu có thì vô hóa chất á. Vô hóa chất để kéo dài cái sự sống cho vợ con, chứ không phải vô hóa chất để hết bệnh nha. Ừ. Nhưng mà vô hóa chất thì tốn tiền nhiều không? Tốn bao nhiêu tiền không? Ừ. Mà tỷ chưa trị hết nữa. À. Vậy con hãy nhớ là đây là cái bản án nha. Mà đây không phải là cha kết luận mà các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy. Vậy con phải ý thức nha. Vợ chồng con phải ý thức là chồng con ha. Con đi nuôi hay là ai nuôi? Con đi nuôi nha. Con phải đi nuôi vợ con. Con phải ý thức rằng bệnh của vợ con là bệnh chết nha. Đây là bản án là bác sĩ đã kêu án rồi đó. Kêu án cho vợ con là sẽ chết. Nhưng mà bác sĩ không nói ngày mai chết, không nói ngày nào giờ nào chết. Nhưng mà dòm kỹ lại hồ sơ này là con sẽ chết nha. Còn có những người ta cũng có một bộ hồ sơ vậy mà dòm kỹ lại là không có bệnh gì lớn đâu. Nhìn thấy vợ con là lào vậy đó, nhưng mà là chết nha con nha. Vậy cha nói trước để con phải khỏi phải ngạc nhiên nha. Khỏi phải ngạc nhiên khi cầm cái bản án này. Đây là bản án tử của vợ con. Thì hôm nay con có cơ hội đến đây. Thì cha nhìn thấy trong cái đơn xin phép của con là đơn xin phép của ủy ban ấp xóm thư xã Bình Tân ha. Ấp xóm thư xã Bình Tân là xã cô ấp xóm thủ hả? À, tưởng thư chứ. Thì cái giấy này là giấy của ông chủ tịch ủy ban ký ha. Đây là cái giấy của ông chủ tịch ủy ban xin phép cha Tường để chữa trị cho con nè. Nhưng mà cho dù có cái giấy này đi chăng nữa cũng không được chữa trị. Tụi con đã qua trước đưa giấy này rồi phải không? Nhưng mà cuối cùng phải có ông chữ thập đỏ đi theo. Bởi vì đây là cái bệnh lớn nha. Đây, bệnh này đưa miếng giấy này không giải quyết được vấn đề nha. Bệnh này đưa miếng giấy này là cha không dám trị. Bệnh này phải có một người, ít nhất là ông chủ tịch chữ thập đỏ bét nhất, là phải đến đây để xin chữa trị, gửi gắm người dân của mình đến đây. Chứ không có khơi khơi mà đưa cái giấy này ra cha chữa là cha không chữa. Tại vì bệnh này bệnh lớn lắm nha. Vậy con ơi, con được đến đây chữa trị là một hồng ân cho con nha. À, chuyện chữa trị hết hay là không hết chúng ta chưa nói trước nha. Nhưng mà điều trước tiên là có người nhận bệnh con nha. Có một cái nơi này để nhận con, để chữa bệnh cho con. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là con có thuốc để uống nha. Đó là hai chuyện. Chuyện thứ nhất là có chỗ nhận bệnh con. Thứ hai, có thuốc cho con uống. Chuyện thứ ba, có người ký tên xin chữa bệnh cho con, là ông chủ tịch xã Thủ, xã Bình Tân nha. Rồi có ông chủ tịch chữ thập đỏ dắt con đến đây. Là ba chuyện. Thứ nhất là có thuốc uống, có chỗ chữa, có người dắt con về. Chuyện thứ bốn là ở đây cho chữa những căn bệnh này tỷ lệ sống rất là cao, tỷ lệ chết rất là ít. Con nghe rõ không? Con lên mạng con cũng nghe rồi phải không? Con nghe người ta sống nhiều rồi phải không? Tỷ lệ chết rất là ít, tỷ lệ sống rất là cao nha. Rồi vậy cho chúc mừng con bốn chuyện nha.
Chuyện thứ nhất là có người nhận con để chữa bệnh. Chuyện thứ hai là có thuốc cho con uống. Chuyện thứ ba, có người dắt con về là chủ tịch chữ thập đỏ và có giấy xin chữa bệnh của ông chủ tịch ủy ban xã Bình Tân. Xã Bình Tân phải không? Chuyện thứ bốn là tỷ lệ sống rất cao. Vậy cho chúc mừng con bốn chuyện đó nha. Bên cạnh đó, con hãy nhớ bệnh này bệnh tử thì con phải biết hy sinh thả mình, ăn năn sám hối. Con đạo gì? Ở nhà con thờ thường, con cầu xin ai? À vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi con phải tập cầu xin mẹ Quan Âm, rồi cầu xin bố mẹ của con cho con được mau lành bệnh nha. Đó là niềm tin của con đó, đó là đạo của con đó nha. Đạo của con là con thờ mẹ Quan Âm, đạo của con là con thờ cha mẹ con. Thì bắt đầu từ hôm nay trở đi con phải cầu xin những gì đó để những gì đó phù hộ cho con nha. Còn ngược lại, hồi nãy cha nói là tỷ lệ sống ở đây rất là cao, tỷ lệ chết rất là ít. Dĩ nhiên nói tỷ lệ sống rất là cao thì cũng đồng nghĩa là không phải là ai cũng sống hết, có người cũng chết, là bởi vì bệnh nặng quá, chữa không kịp, thời gian đem về đây không kịp để chữa thì vẫn chết. Vậy thì con sống thì con vui không? Nếu chữa con hết bệnh con vui không? Thì con là đương nhiên con sống con phải mừng, là chồng con mừng không? Mà giả dụ như chữa không qua khỏi vợ con, vợ con chết thì con nhờ mừng không? Thí dụ như cứu không sống con chết con buồn không? Không buồn luôn. Lý do là sao con không buồn? Đó là con tin thôi con. Nhưng mà mỗi người còn có tạo hóa riêng của họ nha. Còn tạo hóa riêng của họ nữa. Như vậy cha nói cho con nghe, với bốn chuyện hồi nãy đó, có thuốc uống, có người điều trị cho con, có nơi nhận con, có chủ tịch dẫn về, có bốn cái điều kiện đó. Mà nếu con đến đây mà con chết, con cũng phải vui mừng hân hoan. Hiểu chưa? Vì con đã đi đến một cái nơi mà nơi cao cấp nhất để cứu con rồi. Mà nơi đó cứu không nổi con nữa thì coi như con có gì đâu buồn. Phải không nè? Coi như mình đành chấp nhận với số phận của mình. Cuộc đời ai cũng phải đành chấp nhận số phận. Trừ trường hợp con không đến được nơi này thì lúc đó con chết con còn hối hận chút, con còn buồn chút. Còn khi con đã đến được nơi này rồi thì nhất định chữa, tỷ lệ sống rất là cao mà tỷ lệ chết rất là ít. Mà nếu đã có chết đi chăng nữa thì con cũng vui mừng, là bởi vì con đã đến một cái nơi gọi là cái nơi cao cấp nhất để cứu con nha. Thì đó là cha, điều cha nói với con. Điều thứ hai thì cha đã nhắc con rằng là khi đến đây để khám bệnh thì tất cả mọi cái nguyên tắc của phòng khám thì cha chỉ nhắc ba chuyện thôi. Thứ nhất là con phải tuân theo cái phác đồ tại phòng khám và tuân theo phác đồ qua ban viện chẩn dạ dỗ mỗi ngày, chỉ dẫn mỗi sáng. Một chuyện nha, tuân theo phác đồ của phòng khám, mà cụ thể đó là mỗi ngày ban viện chẩn mỗi sáng dạy con làm cái gì, sống như thế nào trong một ngày đó, trong một đêm đó. Đó là ban viện chẩn sẽ dạy con. Đó là chuyện thứ nhất, nghe cho kỹ nha, vì cha không có thời giờ để cha nhắc chi tiết nha. Chi tiết là ban viện chẩn sẽ dạy dỗ mỗi sáng, nhắc nhở con mỗi sáng điều gì. Điểm thứ hai, khi con trật cái phát đồ là con bị đuổi ngay tức khắc nha. Trật cái phát đồ như thế nào thì ban viện chẩn sẽ chỉ. Thí dụ như, ví dụ cụ thể, ví dụ như con ở phòng trọ mà con đi chơi hoặc là con ăn sai thức ăn là con bị đuổi. Lúc đó không được phép xin, xin không được. Khi đã đuổi rồi là xin không được. Điểm thứ ba là con phải ở đây chữa bệnh. Khi nào ở đây chạy con thì
thì con mới bỏ về. Còn nếu nửa chừng mà con đến nay con chữa trị mà con thấy không ép phê gì hết con về, là tất cả những người bên xứ con không được qua đây chữa trị. Con nghe cho kỹ nha. Tại vì ở đây cho chữa bệnh tới 196 quốc gia. Lần bước là các quốc gia khác họ sẽ về đây họ chữa bệnh. Ví dụ như sáng hôm nay có 2 ca từ bên Mỹ đã bút vé về đây chữa bệnh, từ bên Đài Loan đã về đây chữa bệnh. Vậy thì ở đây không phải cha chữa bệnh cho con, mà cha chữa rất nhiều nơi trên thế giới này, chứ không phải chỉ có một mình con. Do vậy mà nếu con đi trật cái phát đồ này thì nhất định những người xung quanh con cha sẽ không nhận nha. À, nữa ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn về cha từ chối nha, cha từ chối nhiều lắm rồi nha. Vì ở đây cha muốn chữa cho con hết bệnh nha. Do bởi rằng là con bác sĩ này, bác sĩ ở Trần Giang đã bó tay con rồi, thì bây giờ con có ngóng đến ông bác sĩ đó, ổng đã bó tay rồi con mới đến đây. Mà giờ con chữa chưa ép phê gì hết, con ngóng về ổng nữa thì vô nghĩa lắm. Thì cha đã nhắc trước vậy nha, cha nhắc trước vậy nha, ba chuyện cha nhắc rồi đó nha. Ngày mai con lên mạng con nghe cái chuyện cha nhắc này nha, để con nhớ lại mà con sẽ suy gẫm để trong quá trình đó con chữa bệnh nha. Chuyện kế tiếp là khi chữa bệnh cho con thì chữa bệnh trên tinh thần yêu thương và cho không. Có nghĩa là con chữa bệnh không phải trả tiền, nhưng con phải trả tiền nhà trọ cho con ở nha. Cái phòng trọ thì con phải trả, phòng trọ bao nhiêu tiền thì cha không biết, nhưng mà cái ở đây chữa trị cho con là không phải trả tiền nha. Điểm kế tiếp khi con chữa trị như vậy là con phải làm một cái hợp đồng, hợp đồng bằng pháp lý có ba bên bốn phía chấp thuận. Ở đây thì có nhà nước địa phương ở đây chấp nhận cho con chữa bệnh, có cha chấp nhận cho con chữa bệnh, có ban diện chẩn chấp nhận chữa bệnh cho con. Là về phía ở đây có 3 điểm. Thứ nhất là về phía ở đây là về nhà nước địa phương này chấp nhận cho con. Thứ hai là cha, thứ ba là ban diện chẩn. Về phía bên con là con phải tự nguyện chữa bệnh, chồng con phải tự nguyện nuôi con, và ông chủ tịch chữ thập đỏ phải bảo lãnh con thì cha mới chữa được. Ông chủ tịch chữ thập đỏ nghe rõ cha nói ha. À, thì như vậy cha mới chữa cho con được. Vậy thì con biết là nhà nước địa phương ở đây, cha, ban diện chẩn, chồng con, ông chủ tịch chữ thập đỏ và con, tất cả cùng đồng thuận với nhau để chữa bệnh. Vậy con nghĩ nếu con chữa nữa chừng con bỏ chạy, con phải, có phải con làm cho những người này uổng công gì con? Đúng không nè? Con nhìn lại đây là những người rất là quan trọng trong cuộc đời con, để cứu mạng con nha. Và trong quá trình điều trị cho con thì không biết chuyện gì xảy ra với cơ thể con. Giả dụ như con ngủ một đêm tới sáng con bị nhức đầu, chóng mặt, lên máu, hay là con bị huyết áp, hay là con bị tai biến, con chết, thì con chết rồi thì không ai làm gì. Nhưng mà chồng của con cái của con, gia đình của con sẽ thương hết tất cả những người, trong đó có thương chủ tịch đâu rồi, tại vì ông dẫn đi. Không nè. Vậy thì trước khi con chữa bệnh, con phải làm một cái đơn cam kết, giấy cam kết khám chữa bệnh. Nếu như mà trong quá trình điều trị con mà nếu có chết, con không được thưa những người này. Con có chịu không? Chắc chắn không? Chỗ này là chỗ quan trọng. Vì con đến đây là con mang cái bản án tử đến đây, chưa đụng được con gì trơn là ngày sau con chết veo rồi, con tự nhiên con thưa người ta đi ở tù đâu được. Phải không nè? Khó lắm. Do vậy mà con phải làm một cái bộ hồ sơ kỹ lưỡng, để khi lỡ mà trời xui đất khiến gì đó, con hên thì con sống, mà xui con chết cái bắt đầu con thưa những người này, là kẹt cho mọi người ở đây và ông chủ tịch chữ thập đỏ luôn nha. Tại vì con nói con còn 2 đứa con mọn, nó biết đâu được, phải không nào? Cho nên con phải làm một cái đơn cam kết. Thì trên cái đơn này, cha, ban diện chẩn, phòng khám đây giữ một cái đơn, và ông chủ tịch chữ thập đỏ giữ một cái đơn, để nữa sau nó cái kiện cáo con còn giấy này, hiểu không? Chủ tịch chữ thập đỏ đó, con bỏ cái giấy này trong bóp con, sao mà gia đình nó kiện cáo con còn cái giấy này nha. Giấy này là giấy nó cam kết với con rằng nó không thương con nha. Cha làm vậy được không? Cha làm vậy rõ ràng ha, rõ ràng lắm ha. À, vậy thì đó là những cái cha nhắc nhở rất là chu đáo rồi nha, rất là kỹ lưỡng rồi. Còn cái phần mà về bệnh tật của con, về cách chữa trị, lý do con bệnh tật,
Đó là cha đã giảng dạy lâu đời lắm rồi. Bây giờ tụi con rảnh rỗi, tụi con sẽ lên mạng, tụi con coi lại những cái điều mà cha giảng dạy, tại sao mình bệnh nha, tại sao mình bệnh và lý do nào mà mình bệnh, rồi bây giờ lý do nào mà mình chữa hết bệnh nha, bằng thuốc đó có giá trị như thế nào, thì cha đã giảng dạy trên mạng hết rồi. Tụi con tìm cái thời gian mà để mà mở ra nghe, chứ cha không có thời gian để nói hoài, có nhiêu nói đi nói lại giống như bài ca con cá, cho nói hoài cho mệt lắm nha. Cha nhắc con hai chuyện nữa thôi rồi ký giấy. Chuyện thứ nhất là bắt đầu kể từ hôm nay con phải biết yêu thương chính quyền địa phương của con. Vì không biết là 37 năm qua con đã sống như thế nào mà đến hôm nay con bệnh, có chính quyền địa phương dắt con về. Đây là một cái ơn lớn giữa con với chính quyền địa phương của con. Con phải ghi khắc cái công ơn này nha. Và con không được quên cái công ơn này. Bắt đầu từ hôm nay con phải nhớ. Có ơn thì phải đền, có nghĩa thì phải trả nha. Con cuộc đời của con phải ơn đền nghĩa trả. Coi như con đã nợ chính quyền địa phương của con rồi, thì con phải ráng trở về quê hương của con phải ráng sống cho tốt để con trả ơn cho chính quyền địa phương của con nha. Vợ chồng con phải ráng cố gắng sống tốt hơn nữa nha. Đó là điều cha nhắc con nha. Điều thứ hai, khi con về quê rồi, con hết bệnh rồi, con về quê rồi, con phải sống yêu thương chòm xóm láng giềng. Giờ đây con không còn coi những người chòm xóm láng giềng là người xa lạ nữa, mà hãy coi họ là những người thân thương nhất của con. Mỗi khi con đau bệnh bây giờ có chính quyền dẫn con đi, người ta cũng như con vậy, người ta cũng có cha có mẹ có anh có em có vợ có con có đất có ruộng có đủ thứ công chuyện, mà người ta phải bỏ hết những gì người ta có thể bỏ được để dẫn con đi như vậy. Thì đây là cái điều mà tụi con phải suy gẫm nhé. Đó là phần của con nha. Vợ chồng con phải cố gắng tâm tâm đắc điều này, phải ghi nhớ điều cha nhắc hôm nay để mình cuộc sống mình nó không phải phủi ơn người ta nha. Chính quyền địa phương rất tốt lành với mình nha. Điều cha cũng nhắc ông chủ tịch chữ thập đỏ hôm nay là thứ nhất là cha tuyên dương vì cái chuyện mà con làm chủ tịch chữ thập đỏ, con đã làm được cái điều mà tất cả những người trước con họ chưa làm được, đó là dắt người đi chữa bệnh. Phải vậy không? Trước cái cuộc đời, trước cái thời gian mà con làm chủ tịch chữ thập đỏ, thì những người trước đó họ giữ cái truyền thống chữ thập đỏ. Truyền thống chữ thập đỏ là gì? Là trung thành, không phân biệt chính trị, màu da, thứ tóc, ngôn ngữ, lời nói. Đó là chữ thập đỏ. Thứ hai là không phân biệt giàu nghèo và không làm chính trị. Đó là chữ thập đỏ. Thì những người trước con họ làm được điều đó. Đến khi con cũng làm được những điều đó, nhưng con làm cao cấp hơn những người trước con là con dẫn người đi chữa bệnh. Có phải vậy không? Đó giờ có ai dẫn đi chưa? Chưa. Có phải con làm lớn hơn người ta chưa? Cái ơn này lớn. Cái ơn của con đang hôm nay con dẫn một người anh em của con, một người dân của con đi khám bệnh như thế này, đi chữa bệnh như thế này. Ơn này ta gọi là ơn gì? Cứu sanh. Đó, ơn cứu sanh. Nói cho nó cái từ quen lỗ tai là ơn tái sinh. Nha. Mình tái là trở lại, sinh là sinh ra một lần. Tức là con đẻ ra cái cô này một lần. Phải vậy không nè? Nếu hôm nay con không dẫn cô này đến đây thì con nghĩ cô này chết, sẽ chết vì căn bệnh này. Hôm nay con dẫn cô này đến đây, cô này sẽ sống lại, hết bệnh sống lại. Có phải con là cái người đẻ ra một lần nữa? Lớn lắm. Lớn lắm. Và bắt đầu từ hôm nay trở về, con phải âm thầm con tâm niệm với con rằng phải chi tôi làm chủ tịch chữ thập đỏ, từ nhỏ tới giờ tôi phước báo biết bao nhiêu. Phải vậy không? Cha nói đúng không? Đúng.
Chú ơi, tôi làm chủ tịch chữ thập đỏ có mấy năm, con làm mấy năm rồi? Phải chi 3 năm qua mà có dẫn 3.000 người bệnh như vậy, phước báo biết bao nhiêu. Con tiếc không? Thấy cái ơn tái sinh này con tiếc không? Bắt đầu từ hôm nay con trở về quê hương con, về làng con, về xã con thông báo rộng cho bà con chòm sớm láng giềng. Tôi đã phát hiện ra được một cái nơi chữa bệnh nan y, và tôi đã từng đến đó, tôi chữa dẫn con của tôi đến đó một người rồi, và tôi đã biết được ở nơi đó đã chữa bệnh như vậy 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 vậy. Bây giờ bà con chòm sớm trong xã tôi ai bệnh tôi dẫn đi liền, phải không nè? Con dẫn đến ngày con nhắm mắt đến ngày con nghĩ làm chủ tịch chữ thập đỏ có phải là con phước báo biết bao nhiêu, cứu được biết bao nhiêu người, phải không nè? Mình làm cho người ta sống lại biết bao nhiêu. Chúa ơi, cái ơn này nó lớn biết bao nhiêu. Cha thấy cái ơn này lớn. Nhưng mà con ơi, không phải ai cũng làm được đâu. Không phải ai cũng có cái cơ hội này để làm đâu, phải không nè? Không phải ai cũng có cơ hội này. Do vậy mà khi bắt đầu từ hôm nay con trở về ủy ban xã con, khi con gặp được một cái cơ hội này, tự động con phải nắm lấy liền tức khắc, con không buông được nữa. Vì đây là cái điều mà người ta đang đắm đuối ở dưới sông, người ta đang chết đuối, con nắm người ta vớt vô mà. Người ta chuẩn bị tắt thở, người ta chuẩn bị bỏ vô trong cái hòm, con nắm người ta kéo ngược ra khỏi hòm. Ơn này là ơn tái tạo nhé. Ơn tái tạo lớn lắm. Cha chúc mừng con nhé. Chúc mừng con đã làm được những chuyện này. Và hôm nay con phải nói với lòng con rằng không phải tôi dẫn một người này, mà tôi dẫn cả bao nhiêu Trịnh Thị Chiểu đó, hàng trăm người Trịnh Thị Chiểu ở xứ tôi, phải không nè? Họ còn đau bệnh nhiều lắm. Tôi phải cố gắng tôi dẫn hàng trăm người đó đến cái nơi này để tôi bảo vệ những con dân của tôi được sống lại. Con nghĩ đảng và nhà nước mừng không? Mừng chứ. Vậy con thấy cái nơi này xứng đáng để con dẫn tới nữa không? Xứng đáng. Vậy con thấy con có phải bảo vệ những người dân của con được đến đây không? Con phải tạo điều kiện cho người ta đến đây. Và khi đến đây rồi, có phải con bảo vệ chỗ này cho nó chu đáo không? Để cứu dân của con. Cha nói cái vậy có đúng không? Vậy có ba chuyện con phải làm. Một là con phải thông báo cho người dân của con biết là ở nơi này là nơi chữa bệnh, cứu dân, cứu nước. Điểm thứ hai, con phải tạo điều kiện con dẫn người dân của con đến đây. Hai chuyện này con làm được không? Chuyện thứ ba, con phải bảo vệ cái điểm này cho tốt lành để cứu dân, cứu nước của con. Làm được không? Cố gắng nha. Hôm nay cha nói những lời đó với con là thống nhất nha. Rồi bây giờ trước khi ký giấy, con có ý kiến gì không? Trước cũng đại diện chính quyền địa phương có anh cháu bệnh đây, Bùi Thị Chiểu đây, trước thì cũng cảm ơn cha là Phêrô là ở Trà Vinh đã là có nhận bệnh của em, thì tôi cũng đại diện chính quyền địa phương rất cảm ơn là ông cha hoặc là mấy cô chú ở đây là đã nhận bệnh và hứa là sẽ điều trị cho cháu mình, vậy là cũng rất cảm ơn và cũng rất cảm ơn thầy. Cha nhắc lại con ba điểm cuối thôi, ba điểm này cha nhắc lại một lần cuối cùng là cha không nhắc bao giờ nữa, vì cha biết ba điều đó là ba điều con phải cố gắng tâm huyết trong những ngày làm chủ tịch chữ thập đỏ. Điểm thứ nhất con nhớ không? Điểm thứ nhất là điểm gì? Dẫn lên đây. Điểm thứ hai. Thông báo. Điểm thứ ba. Ông chủ tịch có nghe rồi đấy. Ông thấy con cái ông ấy nhắc lại đúng như vậy không? Ông thấy ba điều đó đáng làm hả? Nên làm hả? Rồi, cha chúc mừng ông nhé. Rồi bây giờ cha ký tên vô đây. Rồi ban diện chẩn và tất cả mọi người ký nha. Cha là người ký đầu tiên để mà cha bảo lãnh những người bệnh này nha.
một miếng giấy là tại phòng này giữ lại, còn một cái miếng giấy là ông chủ tịch đem về nha, đem về giữ trong nhà đó, để khi mà có ai hỏi gì mình có cái giấy này nha. Giấy này là sẽ ký đáp lại. Bây giờ ông chủ tịch ký vô đây, hai chữ ký đóng mộc vô đây, đỡ lát nữa tất cả người bệnh và các thầy thuốc ký sau ha. Là con đem cho bệnh nhân ký cái đơn xin khám chữa bệnh, cho viết. Chồng ký vô để đóng mộc vô ký sao không được, để đóng mộc vô xin. Rồi nè con, cha nói cho con nghe nè. Cái đơn này là cái đơn mà con chữa bệnh không tốn tiền. Nghe con, con chữa bệnh sẽ không phải trả một xu nào hết, cho đến ngày con hết bệnh con ra về. Ở đây cha chữa trị cho đến hôm nay là gần 30 ca ra viện rồi nha. Thì cha nghĩ rằng từ đây tới Tết chắc phải là 5-70 ca ra viện, bệnh như con vậy đó. Đại đa số người ta bệnh như con nha. Cha chúc con mau lành bệnh nha. Chút nữa ký để cho nói chuyện xong đi rồi ký luôn nha. Đây. Bây giờ còn lại những cái chữ ký của ban viện chẩn và chữ ký của bệnh nhân. Đây là hai cái chữ ký lớn để quyết định, đó là chữ ký của ông chủ tịch chữ thập đỏ đã ký vô đây, và cha đã ký vô đây rồi. Thì lát nữa cha đưa lại cho ông thập đỏ một chữ nha, để ông thập đỏ giữ cái này, giữ này trở về quê hương của mình. Để ông chủ tịch xã đó, chủ tịch ủy ban ông hỏi mình đi đâu thì mình sẽ trả lại này cho ông nha. Là mình đi khám bệnh nè, mình đi rõ ràng là mình đi chỗ này, mình đi khám bệnh nha, chứ không phải mình đi chơi nha. Vậy thì cha làm những điều này rất là, cha thấy rất là tốt đẹp. Cha làm mà cha thấy rất là tốt đẹp. Cha chúc mừng mọi người. Thứ nhất là cha mong rằng ban viện chẩn sẽ cố gắng dùng hết cái tài năng của mình để cứu người chị em của chúng ta nha. Và cha cũng cảm ơn chủ tịch chữ thập đỏ đã hết lòng dẫn con dân của mình về đây. Và nguyện lòng tiếp tục dẫn nữa, phải vậy không nè. Và hăng say bảo vệ điểm này để cho con dân mình được hết bệnh nha, để cứu con dân của mình. Cuối cùng cha nhắc con là người chồng, con phải nuôi vợ con cho tốt lành nha. Con có nói gì không? Rồi vậy nghe con ha. Rồi bây giờ ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn người dân đến phòng khám nha. Rồi sau đó ông chủ tịch mới hết trách nhiệm của mình, giao con chiên lại đây, giao người dân lại đây cho ban viện chẩn chữa bệnh nha. Con đã mướn phòng chưa? À, tranh thủ mướn phòng, bây giờ phòng không còn nữa nha con, phòng đã hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta đứng lên đọc kinh nha. Nhân danh cha và con và thánh thần am, sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng láng như dễ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cảm ơn mọi người nha.